Với chiến thắng bước đầu quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19 thì các cấp, các ngành, địa phương cũng như người dân không được chủ quan mà bỏ lửng những nhiệm vụ trong thời gian tới, bởi dịch bệnh vẫn đang trong thời gian nguy hiểm, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Trên cơ sở diễn biến của dịch đến ngày 15 tháng 4, Chính phủ sẽ xem xét lại diễn biến của dịch để có chủ trương trong thời gian tiếp theo về cách ly trong xã hội, trở lại cuộc sống bình thường khi đã kiểm soát tốt hơn về dịch COVID-19. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Thường trực Chính phủ về nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh chiến lược phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn 3 là cách ly xã hội, tìm kiếm ca bệnh, khoanh vùng dập dịch và điều trị. Thủ tướng yêu cầu từ nay đến ngày 15 tháng 4, các ngành như y tế, quốc phòng cần phải bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, các giải pháp cho làn sóng thứ hai về lây nhiễm, truy tìm mọi dấu vết của F0 tại các thành phố lớn, hoàn thiện phương án bệnh viện dã chiến để không bị động nếu dịch xảy ra. Ban chỉ đạo cần tập trung nắm tình hình để kịp thời xét nghiệm, dùng công nghệ nào, thuốc gì để điều trị. Bên cạnh đó cần điều phối các nguồn lực cho các địa phương. Bộ Y tế không chỉ cơ quan thường trực của ban chỉ đạo có một cái chương trình tổng thể trong vấn đề này, mà còn trực tiếp giải quyết số vấn đề đi sâu về chuyên môn, mà các địa phương bây giờ họ rất cần cái chuyên môn sâu về vấn đề phòng chống COVID trong giai đoạn hiện nay cũng giai đoạn 2 sắp tới. Các địa phương cần làm đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội nhằm làm chậm khống chế dịch lây lan trong cộng đồng. Mà tôi xin nói lại, nếu chúng ta ngăn chặn được lây lan cộng đồng, không tạo nên ổ dịch, vùng dịch lớn, sẽ không có đỉnh dịch, không có sự thiệt hại về người cũng như sức khỏe của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần xét nghiệm sớm cho các đối tượng có nguy cơ, các tỉnh có khu công nghiệp, lượng công nhân đi làm đông cần thực hiện nghiêm việc ngăn ngừa lây nhiễm cho các đối tượng này. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để các ca lây nhiễm nhiều tại nơi mình phụ trách. Chính phủ sẽ có phương án sản xuất máy thở để phục vụ công tác chống dịch. Báo chí truyền thông sẽ là kênh đào tạo cho người dân những kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và gia đình. Báo chí cũng cần phản ánh những giá trị ưu việt của chế độ ta, giá trị nhân văn của xã hội ta trong những tình huống khẩn cấp bảo vệ người dân. Hệ thống chính trị của chúng ta với sự lãnh đạo của Đảng đã vô cuộc, lãnh đạo thành công công cuộc dịch bệnh này nước ta vân vân. Tất nhiên chúng ta đều nói là bước đầu, chứ không phải nói là đã thành công, nhưng bước đầu rất quan trọng là làm tiền đề. Phóng viên cũng là những người trong tuyến đầu chống dịch, nhất là những phóng viên chiến trường. Các cơ quan báo chí, cơ quan y tế phải quan tâm tạo điều kiện bảo vệ anh em không bị phơi nhiễm dịch. Việt Nam có thể xuất khẩu khẩu trang vải, xuất khẩu gạo có kiểm soát, phổ biến phần mềm chống dịch cho các nước có nhu cầu. Đối với kiều bào và các du học sinh, Thủ tướng yêu cầu quan tâm, chia sẻ và thực hiện tốt công tác bảo vệ công dân một cách tốt nhất. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, thì các gia đình cần động viên người thân ở nước ngoài bình tĩnh, hạn chế tối đa việc đi lại, tránh lây nhiễm. Bộ Ngoại giao cần có phương án tốt nhất đón các công dân Việt Nam đang mắc kẹt tại các sân bay của các nước. Thủ tướng lưu ý các địa phương đang thu phí từ tỉnh này sang tỉnh khác thì cần phải cân nhắc và phải có sức thuyết phục. Với tinh thần chống dịch nhưng cũng chống doanh nghiệp phá sản, do vậy Chính phủ đã có chương trình tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công ngay sau khi kiểm soát được dịch.